thứ bảy như thường lệ, ngày 3 tháng 8 năm 2024 ở núi Thiên Long Sơn. Có sự hiện diện ở đây khoảng 40-50 người ha, khoảng đó. Có đồ ăn của ông chính nó làm. Thì có khoảng 2, 4, 6, 7 cái máy quay phim. Thì cũng không biết nói gì. Chỉ biết là từ ở Trung Đông cho tới mình nói 5 năm nay đi, mình nói đại cương 5 năm nay, những cái gì Kiệt nói nó trúng 95% ha. Giờ còn 5% bây giờ nó tạo ra thành hình. Nghĩa là khi biết được tiếng nói Kiệt là biết được thiên cơ, tức là người truyền tin của Thượng Đế là chính xác. Ông trời không bao giờ nó gạt chúng sanh. Con của ông trời là thiệt chứ không phải là giả mà đứng đây được không? 7 dòng hầu quạng nè, ai có máy kính thiên di đi, nó có 7 dòng đây không? Biết cơ trời thì mình vận dụng cơ trời thì làm biết được thời cơ, tức là thời điểm lúc nào chuyện gì xảy ra. Thời cơ, vận dụng thời cơ lập ra, bắt đầu từ đó mình biết thời điểm thời cơ, mình lập cơ đồ rồi mình lập ra tạo những cái điều kiện tốt và thuận thiên để mà cho con mình, cho cháu mình, cho dòng họ mình, cho tài sản mình không có bị mất và không có bị đi theo làm theo cái phe mà phe nghịch thiên á. Ai mà đi theo phe nghịch thiên là tiêu. Không, thí dụ mình đang có tài sản mình tham nhũng được 500 triệu đi, mà mình theo phe thượng thiên á, quả mai mà giữ được. Còn tự nhiên á, mình không biết cơ trời, tức là không biết thiên tính chuyện này á, mình theo cái phe nghịch thiên. Có nghĩa là gì? Nghĩa là mất hết, chẳng những ngồi ở tù nữa, giữ mạng là phước rồi đó. Thì đại khái như vậy. Thì biết được nhờ duyên được hưởng cơ trời, qua cơ trời biết được cơ vận, nhờ cơ vận biết được thời cơ, nắm được thời cơ mới xây dựng được cơ đồ. Nhớ lời này để suy ra thời cuộc hiện nay, đó là nguyên văn không thiếu không dư một chữ của ngài Trận Đạo dạy cho sư phụ cách đây 10 năm về trước, và kêu sư phụ nói lên cho tất cả đảng viên phải nghe. Nói lại nghe, đọc lại nghe lời này của ngài Trận Đạo. Chỗ mới đây mất tiêu rồi ta. Nè, lời của ngài Trận Đạo nói cách đây 10 năm. Nhờ duyên được hưởng cơ trời. Ra này đang nói với đảng viên về hưu, hay đảng viên đang tại chức, hay đảng viên nằm vùng ở Mỹ, hay là con đảng viên, hay cháu đảng viên, hay là whatever viên đi, bò dò viên cũng được luôn. Cái gì á, bây giờ nó cũng thành cuối rồi, cuối cùng của cái cuối cuộc rồi. Thì phải nghe câu này, để mà trong những ngày kế tiếp, ngài gọi lời của Trận Đạo, ngài của Đức Thánh Trần nha, xin lỗi Đức Thánh Trần cho con nói mấy lời này cho mấy đảng viên còn u mê. Không có u mê đâu, mê tiền mà đâu có u mê, cứ vẫn còn mê một thứ, tức là mê đô la. Nhờ duyên, nhờ cơ duyên được hưởng cơ trời, đó là qua cơ trời biết được cơ vận, nhờ cơ vận biết được thời cơ, nắm được thời cơ mới xây được cơ đồ. Nhớ lời này để suy ra thời cuộc hiện nay. Hiện bây giờ là sao ta, không lẽ ai giờ cũng chạy theo Tô Lâm hết? Chạy Tô Lâm chưa chắc nghe, giống như đánh bài ở Việt Nam có bài gì màu trắng màu đen bạc xỉu hả, cái gì đó xưa nhớ tết nữa, cái gì tài xỉu không? Tài xỉu. Này nhớ tài xỉu gì đó. Coi chừng đó nghe à. Hãy đặt cho kỹ đó nghe. Bây giờ theo Tô Lâm hay là theo ai á thì mình phải đặt cho đúng. Kỳ này quan trọng đó. Cho nên lần này mình đừng có nói là thiên tử không có từ bi, không có nhắc nha. Nhắc lần này dầm chót à. Mai mốt rồi có vô họp hay có gì đừng có nói là trời ơi sao thiên tử giỏi quá mà không nói cho tôi biết. Hôm nay nói lời cuối rồi.
Tại bữa nay phải chúc mừng đại ca Tô mình bước một bước cái lên, giống như đi ngang đầu của 100 triệu người vậy đó. Tại em có cái đôi hia 7 dặm đó, bước để xong dẹp Bác Phúc, dẹp Bác Thưởng, dẹp Bác Huệ, dẹp Bác Mai, dẹp hết lên cả một, công nhận lẹ thiệt á. Chưa bao giờ thấy trong lịch sử có người mà lên chức lẹ đó, là có đại phước. Đại phước hay là đại nạn mình cũng chưa biết. Giờ nói một câu bằng lòng lên câu đó cho ông sợ. Như là Phật thì mới vô đề thì mình nói sơ sơ vậy đó. Nhớ nắm thời cơ, cơ duyên được hưởng cơ trời. Nhờ cơ trời là biết được cơ đồ. Cơ đồ thì phải vận dụng cơ đồ để mà tạo ra uy thế cho bản thân mình, cho gia đình. Hồi xưa Hụ hay lên mạng nói là tất cả những cái ác nó khi mà nó ngã cùng một lúc, chứ nó không có ngã giống như cái cây vậy. Cái cây này có 5 nhánh. Nhánh thứ nhất là cái bọn đầm lầy, là bọn mà tài phiện giàu có đó, là cái bọn mà Olympic của bên Pháp á, nó chế diệu chúa đó, tức là thiên ma đó, con hiểu không, là nó đủ màu hết á, nó được, nó giàu lắm, toàn là tỷ phú mà, Bill Gates rồi toàn là bút chọt bút đó, là bọn đó nó làm Covid rồi á đó. Rồi nó coi chúa đâu ra gì đâu, tại ma quỷ mà, nó nghĩ nó có tiền á thì nó control cái dân số của trái đất này. Nó thờ là thờ cái hình con nai có cái sừng, mặc đồ bông đủ kiểu hết, giống như là cao tăng đệ nhất cao tăng của nước Việt mình, khổ đồ đà vậy đó, tức là đó, nó cùng nó mặc đồ giống nhau vậy đó. Rồi đó, đó là một cái thứ hai là cộng sản thế giới, tức là búa liềm của triết lý của các Marx và Lenin. Nó xảy ra sau đại nhị thế chiến, thì trong đó cái thứ hai này á, là cái rất là nguy hiểm. Nó còn có 4 nước cuối cùng, đó là Nga độc tài, nhưng mà cái mầm móng nó còn Trung Cộng, Việt Nam và Bắc Hàn, Cuba có qua phà đi. Nhưng mà khi cái bài Kính Thiên á, bài Kính Thiên số 1 á ra đời á, thì chế độ Liên Xô sụp đổ năm 1980 79 vậy đó, thì nhờ bài Kính Thiên của mẹ. Để chúng tôi đọc cái bài đó mà của Đức Thánh Trần tấu lên với cha. Đó là cái ác thứ hai. Cái ác thứ ba là khủng bố, giống như Bin Laden, rồi tụi lái máy bay mà nó ủi vô cái Twin Tower vậy đó, khủng bố toàn thế giới đó. Nó làm cho hồi xưa mình ra phi trường á, con đem keo xịt tóc hay đem nước này nhầm nho gì, bây giờ rất là khó khăn là do tụi khủng bố. Ác thứ tư là mấy thằng độc tài. Độc tài nó cũng giống như Mario của Venezuela hay là của Belarus, Alexei Kassan gì đó, hay Putin gì đó, là độc tài. Rồi rồi cái mà cái cuối cùng á là cái rất là nguy hiểm. Thế lực ngầm là cái đám mà nó chế diệu chúa ở Olympic được không? Cuối cùng là khối Hồi giáo. No matter what, Indo hay là Mã Lai nó nằm tuốt bên Á Châu, đâu có phải đâu, ở Trung Đông đâu. Mà nó giàu quá, khối Hồi giáo nó giàu. Hễ thằng nào mà là có chuyện gì á thì cái thằng tụi nó binh nhau, tức là nó cũng muốn control qua địa cầu. Tức là những cái ác mà muốn chiếm cái quả địa cầu này, giật ra khỏi tay của Thượng Đế với Chúa Giê-xu á, thì những 5 cái ác này sẽ đi xuống một lượt đó. Giống như cái cây á, nó có 5 nhánh là thấy không, mà khi ngã nó đâu có thể ngã bằng cái nhánh, nó ngã cái gốc luôn đúng không. Thì hôm nay á, để trở lại câu chuyện hôm nay, trời xuôi đất khiến sao á, cái hai cái thằng thủ lãnh của Hamas bị chết,
rồi tổng thống Iran bữa ông bị chết, tức là chết. Rồi bây giờ bắt đầu nó tiên chiến giữa Iran với Do Thái, tiên chiến cả Trung Đông. Năm 2018 kìa, có nói chiến tranh khởi xướng từ Trung Đông rồi xen qua Á Đông. Trúng rồi đó, thấy trúng rồi đó. Trúng 5% còn lại là thấy gần như trúng hết. Cái trúng chỗ này á là thằng Iran á nó phải đánh thằng Do Thái mới được. Tại vì Chúa hồi xưa có nói sau khi 2000 năm mà đã phạt cái đã bị phạt á, tại xưa nó đóng đinh Chúa đó. Phải không? Bị phạt 2000 năm sẽ lấy lại lãnh thổ. Thì nếu mà nói về đất Do Thái á, ông Netanyahu á ông làm đúng. Tại vì nếu ông làm mai mốt cả khối Trung Đông làm sao dân Do Thái mà sống được. Hôm nay là nếu mà một thủ lãnh như vậy là một thủ lãnh giỏi á, chứ bộ trưởng cũng làm vậy á, vì dân tộc mà. 2000 năm về trước cái dãy Gaza là của người Do Thái, của Sisa, trả lại cũng Sisa. Nó cũng y như nước Việt Nam mình hôm nay, Chúa Xu cũng thành nước Việt. Những cái gì lãnh thổ của sư phụ ngày xưa từ ở Quảng Đông, Quảng Châu, Hoàng Sa, Trường Sa, Miên, Lào, dày tới Indo, sau này thủ lấy là hết. Đừng nói chi kinh Phù Nam là chuyện nhỏ. Thì cái gì của Sisa trở về Sisa, nó trở lại cái địa cầu này, trở lại cái thời nguyên thủy trở lại. Không còn ai gây chiến tranh nữa. Sau này tất cả những quốc gia không còn ranh giới. Đó là đường cái chiến lược mà thiên đình đã đi. Cho nên Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam sẽ trở lại Việt Nam. Mình nói giả sử nha, tất cả hải quân Việt Nam, tất cả các tàu ở Đà Nẵng hay Quảng Nam, tàu đánh cá của dân không có súng thì tầm dông nhặt nhọn cũng được. Ngay cái ngày mà lộn xộn thế giới á, treo cờ vàng bãi sọc đỏ, chạy ra lấy Hoàng Sa, nó gần mà. Rồi Trường Sa thì dưới vùng Cà Mau không, thì tàu đánh cá ra, dân cũng là một tay súng. Mình lên trên đảo càng đông thì nó chạy như dịch thôi, lùa nó. Thì mình lấy lợi thì lúc đó quốc tế cũng bó tay, cũng trả lời cho mình. Nhưng mà mình phải treo cờ vàng bãi sọc đỏ, thứ nhất có hai cái lợi. Thứ hai nó là chánh nghĩa, khi Liên Hợp Quốc mà thưa đó, mình sẽ thắng. Tại vì ngày xưa là năm 74 á, là tụi Trung Cộng nó chiếm mình cái đó, nó đánh HQ-10, HQ mấy vậy đó, 72 người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chết á. Thì hôm nay mình cũng treo cờ đó, mình đánh lại là chuyện huệ thượng thôi. Thì sư phụ khỏi cần phải đi thương lượng tương lai. Nếu mà người đề đốc hải quân của Việt Nam mà giỏi á, phải nghĩ ra cái này. Cái thứ hai, cái lợi lớn khi mà làm như vậy, những người đó là những người anh hùng của hải ngoại và của quốc nội trong tương lai, và họ tiếp tục vẫn là người anh hùng và vẫn nắm vận mệnh của nước Việt trong tương lai, và đem 6 triệu người về, tức là 6 triệu người hải ngoại về mà thấy chuyện này xảy ra là quá trời đã luôn, phải không? Mình về bến mình ăn mừng ở trên Hoàng Sa Trường Sa. Nếu mà đời đốc của Việt Nam biết ông nào ta, hiện như ông nào vậy, chích cho ổng mũi the rồi cho ổng kích động lên, ổng làm liền, phải không? Chứ ổng đâu có sợ gì đâu, sợ Trung Cộng. Má phải sợ Trung Cộng, nó lo nó không xong, nó lo Đài Loan không xong, nó lo mấy Nhật nó khôn lắm. Bây giờ nó có mấy trăm chiếc F-35, thứ dữ không đó. Một chiếc F-35 có thể đánh hạ mấy chiếc C-35, 10 chiếc C-35 của Trung Cộng như chơi á. Nó đâu có đánh nó ngoài biển làm gì, nó bay thẳng từ Nhật nó bay vô trong nội địa luôn. Để cho họ nắm được cái chiến thuật cái mấy vị dạy mà. Còn nước Tàu nó bự quá, con có đổ xe tăng chạy tới đâu, đâu có được, dân nó đông cũng như là đàn kiến vậy, con không có diệt được. Đó là năm cái ác, mình nói về năm cái ác. Thì năm gác sẽ ra đi một ngày rất là gần đó. Đúng
bữa nay bị ho cho nên vừa nói vừa chơi. Nhiều người nói anh nói cả thế giới nghe mà anh không có tôn trọng mà khán giả gì hết, vừa nói vừa ăn vừa cười vừa ca vừa lắm á. Trời ơi, xin lỗi nha bà con, chưa có tiền được huấn luyện ở trường nào hết. Hồi xưa còn đưa giỏng nữa, đưa giỏng người ta coi người ta nhức đầu. Không, mình thấy comment mà người ta chửi mình mới học. Qua 5 năm trời trên mạng thì cũng học đường mới, nhưng mà cũng đâu có phải là dân túi xịn mà lên này đâu. Cái này đâu phải nghề của mình. Mỗi tháng vẫn còn đóng YouTube 16 đô á, chưa có lãnh đồng nào ở YouTube. Mình làm gì em, nó thập tâm thập tình thoải mái được rồi. Hồi xưa còn mặc áo thun ngủ và nói chuyện nữa, từ lúc đó điển xuống lúc nào nói lúc đó. Giờ cuối tuần nó còn mặc áo sơ mi rồi là lịch sự rồi. Thì bữa nay mình làm biếng nói chuyện quý vị, có đề tài gì muốn gì hỏi thì hỏi. Thì bây giờ thế giới nó ở Trung Đông bắt buộc phải đánh, là tự nhiên tiên chiến hết rồi, đạn lên nòng rồi, Biển Đông cũng đạn đã lên nòng hết rồi, rồi thêm chuyện của Việt Nam nữa là đạn cũng lên nòng luôn rồi, cho nên tất cả mọi thứ đều lên nòng hết, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, chuyện của Âu Châu Trung Đông và chuyện của Biển Đông và chuyện của Việt Nam, mọi nơi mọi thứ chỗ nào cũng là đạn lên nòng hết. Đó là cơ trời thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ, nước Việt sẽ có một nước Việt mới. Cái này mình nói hoài, còn bây giờ nó có mới hay không thì trời xem. Nếu mà chúng thì coi như chuyện này sẽ xong cái nhiệm vụ truyền tin. Xưa giờ vẫn là nhiệm vụ truyền tin của cho Thượng Đế nha. Ở trên nói sao mình nói là vậy, không thêm chữ, không bớt chữ. Tại vì chúng ta đang vào cái thời tận thế của Hạ Hạ Quân, chuyển lên thời Thượng Thượng Quân. Cái này rất là khó, mà đang ở dưới tận cùng, dưới cái xã hội rất là ác, ít có người tốt, ít có người thông cảm lẫn nhau, ai cũng sân si, ai cũng ích kỷ, rồi trở lên thành một cái xã hội ai cũng chan hòa, ai cũng thật tình, không có người xấu, không có bệnh tật, không có chiến tranh, không có giành nhau, không có hơn thua nhau hết. Cho nên nó phải qua một cái thời kỳ này sàng lọc. Nếu mà ai mà tam tánh mà vẫn còn hơn thua, người đó sẽ không còn ở lại cái thời Thượng Quân Thánh Đức nữa. Khi Đức Thầy xuất hiện rồi là đóng sổ á. Sư phụ là Di Lạc số 2, là truyền thừa của Di Lạc. Sau này nước Việt sẽ lấy niên hiệu là Di Lạc. Rồi từ đó có những Di Lạc kế tiếp sẽ ra đời. Di Lạc đó là an cư lạc nghiệp, là một cái một cường quốc trong tương lai để mà lãnh đạo quả địa cầu này. Mình nói nhiều quá, trong lúc này Việt Nam đang gây cấn lắm. Người ta cũng chú trọng mấy cái này nè, nhưng mà sẽ chờ xem. Nước Việt thấy bỉ cực, nhưng mà song song cái Thái Lai nó đã đến. Buồn á là gì? Là vì dân sẽ khổ,
một thời gian rất là ngắn, vì Tô Lâm lên nắm chức chủ tịch nước thì dĩ nhiên là thế giới người ta có thương bác Tô kiểu nào nữa, người ta cũng không quên là cái bò lát vàng vậy đó. Thì người ta không có chơi với nhau, vẫn không có đem tiền vô nước Việt nữa thì dân phải khổ thôi. Còn về mặt khác thì cái gì nó cũng phải đi đến tận cái đáy của xã hội thì lúc đó nó mới giọt trở lên. Chứ còn Linh Bình á, nó không có lên được. Bữa nay mình bớt bàn về chính trị, mình nói chuyện tổng quát về đạo đức đi. Về mặt vô vi cũng vậy, bùa ngải thư ém trong những ngày kế tiếp khi mà Đức Thầy mà xuất hiện rồi á, tự nhiên tất cả nó không còn nữa. Tất cả mọi người nó cũng giống như mấy con coi phim vậy đó, đang bị chúng mê, cái tự nhiên ai cũng bừng tỉnh lại hết, thực tỉnh lại hết, biết cái gì đúng, biết cái gì sai. Còn bây giờ những đứa mà bị chúng á, nó không lẽ nào nó phân biệt được đúng sai. Giống như người say rượu không bao giờ chấp nhận mình đang say rượu, dầu cho con có giải thích kiểu nào đi nữa, nó cũng vẫn cãi. Phật Thích Ca đã từng chứng minh cái vụ đó, bốn người mà uống rượu say á, không chi là sư phụ. Nên những người mà bị chúng bùa chúng ngải họ không bao giờ chấp nhận, để nó rất là siêu, nó vô cái não của mình á. Trừ khi mình lại mình sám hối á, mình uống nước trên bàn thờ, từ từ nó bớt, đi về núi thì sư phụ bắt đầu mới lấy giống như đệ tử nãy đó, lấy nước này gãi lên đầu, chỉ có bàn tay cái thùng mới cứu được thôi á, ngoài ra không có ai cứu được đâu. Vừa qua bên Hilton là bữa cứu biết nhiêu đứa, cái người thường sao cứu nổi. Sáng thừa ít có bệnh lắm, mà bữa nay bị ho là do xỉn, chứ do lãnh dùm nghiệp. Hồi nãy mấy vị nói mà, ngài đâu có dễ bị bệnh, nhưng mà ngài bị bệnh là vì ngài lãnh dùm cái nghiệp cho cái đám đệ tử ở vòng vòng á. Bữa giờ đi travel vòng vòng với cho bà sư mẫu ở nhà. Tại vì mỗi tối thì mà thiền với sư mẫu á, sư phụ hút mấy cái chuột của bả ra gì nè, phải không? Cái này bả tu tinh tấn lắm, giỏi. Rồi nên bị ho một chút, rồi uống thuốc ho nó lừa đường vậy nè. Rồi mới uống thuốc ho này, mấy chai tắc cũng được. Thống này đọc cái bài thơ của chị. Hôm nay em mình nói nha, trong những ngày kế tiếp ở Việt Nam hay là ở Mỹ, hay những chính trị gia lỗi lạc, hay là ở đây cộng sản ở đây hay cộng sản bên quốc nội sẽ những người có mặt ở trong cái này suy nghĩ cái gì dù biết hết, đó là thiệt chứ không phải là hù đâu. Có nhà giống như bữa ở bên Thiên Long Cung, thiên nhãn tức là cũng là sư phụ, hai tức là một tức là hai, tức là con người mình, con có cái hồn của con đó không, Hiệp Thành có hồn của Hiệp Thành đó, nhưng mà Hiệp Thành đâu có nói chuyện được cái hồn của Hiệp Thành, tại cái hồn mà xuất ra là con nằm đúng không. Còn sư phụ là chỉ có 3% của cái hồn của sư phụ thôi, còn 97% là thái tử thiên nhãn,
thì cũng phải đi họp với thiên binh thiên tướng tùm lum để mà trong cái cõi vô vi. Nhưng mà sư phụ làm gì cũng phải hỏi ý thêm á, tại làm chặt á là hay cũng phiền sư phụ lắm. Thì sư phụ cũng thường nói chuyện với thêm á, mà hồi bữa vô trong cái phòng đó mười mấy đứa, có mấy đứa con đi làm chứng rõ ràng đúng không, à mà sư phụ thường nói chuyện với thêm everyday, ngày nào cũng nói chuyện chẳng á. Tại Hi cũng là sư phụ cũng là Hiêm. Nhưng mà khi sư phụ ngồi thiền thì Hi phải hiện ra trước mặt để mình hỏi, ê, tôi tính làm chuyện này vô nghĩ làm sao? Tại vì tôi bị mất uy tín là vô bị mất uy tín đó nghe. Thì Hi chỉ nói, ngươi mang giác phàm thì ngươi cũng phải học cái tốt và cái xấu, cái đúng cái sai của đời thì mới mang giác phàm. Tức là giác phàm của nguyên thần của thiên tử. Sư phụ cũng là thiên tử, nhưng mà mang sắc phàm, còn thiên tử thiệt á là cũng đang ở trên trời. Cái này sư phụ nói hoài à, chứ đâu có ai nhập sư phụ đâu. Thiên tử sao người ta nhập được, cái chuyện đó no way. Sư phụ một tức là một, sư phụ có thiên cảm cảm ứng thông, sư phụ có những cái thần thông mà người thường không có, rồi cái thiên khẩu thông thì để mà trị bệnh cho chúng sanh nghe, để mà an lòng trong cái thời tận thế này. Chứ mấy không có mấy cái đó thì làm sao ra độ đời được, cái chuyện rất là bình thường. Những người đặc biệt đều có thần thông, không có cần phải tu như mấy ông thầy cả đời hay là luyện này luyện kia, có từ bản bản chất từ nhỏ đã có. Thì thiên nhãn về, trời ơi, nguyên cả đám bắt quỳ hết, à, dưới trái cây cũng rung rinh nữa, cũng rớt xuống nữa đó, mấy con chứng minh rõ ràng ràng đó. Nhưng mà nhiều người người ta đâu có hiểu, người ta coi người ta cũng vẫn không hiểu gì, cái trình độ không tới không hiểu. Nhưng những đứa mà theo gần vô hữu ghét á, từ từ á nó cũng là cao siêu hơn người thường biết bao nhiêu á. Thì sư hữu có cái đó, đó là lý do tại sao mà ai mà trên thế giới này kêu sư hữu ơi, sư hữu Kiệt ơi, chỉ cần nói một câu thôi thì là sư hữu tới. Sư hữu hỏi thiên nhãn á, là ba thí dụ cùng một lúc ban ngày ban đêm 24 giờ mỗi giây mỗi khắc đều có người kêu hết là sao, thì nói là Hi biến hóa vô hạn, nghĩa là Hi có thể biến hóa ra cả mấy tỷ người cùng một lúc cũng được, đi cứu người được, ghê vậy đó. Tại Hi là Phật mà, con của ông trời, Hi là Phật con á, nhưng mà cái thay đổi với trần thì là Bồ Tát thôi, chứ Hi đâu phải người thường đâu. Thì nói gì đó, thì nói là bất cứ ai trên thế giới này cứ kêu tên sư phụ Kiệt ơi là Hi tới. Thì ngày xưa cho tới ngày hôm nay có những đứa nó comment nó nói sao tối con thấy con kêu sư phụ, thấy sư phụ về, đó là thiệt á, Hi nói mà. Tại sao nó có những cái lạ là về cái thế giới mình nó đang quá trời lạ, thì có một người lạ như phụ ngồi đây để mà nói lên những cái lạ, để cho tất cả bá tánh, cho những nhân loại thời sau á, họ mới hiểu là có trời, có Phật, có ông trời thiệt. Chứ giờ ở bên Pháp nó tổ chức thế dân hội mà nó coi cha coi trời coi Phật đâu có ra gì đâu, con thấy không? Nó cứ nghĩ là có tiền, cái đám đó là cái đám hồi nãy sư phụ nói á, đám gọi là nhiều tiền lắm của rồi đi sanh ra nông nổi á, phạm thượng á, nghịch thiên á. Cuối cùng sau này con người chúng ta sống trên quả địa cầu này thời thượng nguyên thánh đức, ai cũng hiền hết á, và ai cũng tôn trọng cha, và ai cũng thờ kính cha kính cẩn, chỉ có một đạo thôi là thờ ông trời, chứ không có thờ ai hết. Phật chỉ là một cái pháp môn thôi, còn những ma quỷ đồ tà thầy này pháp nọ đó, họ chỉ dùng cái hình tượng Phật thôi, còn tất cả những câu thần chú là đều là của ma quỷ. Cho nên chỉ có đọc Đại Bi hay là Lăng Nghiêm thần chú hay là Ngũ Bộ chú rồi hay là Thập chú rồi trong kinh của Thiên Tâm thôi, còn ngoài ra tất cả những chú khác, tất cả hàng đệ tử hội thiên không ai được đọc. Đọc tầm bậy là kêu ma kêu quỷ đến để mà hung mình á, chỗ nó làm á đủ chuyện hết trơn á.
Mà muốn kiếm thằng chồng vô hình á thì kêu đi. Đọc mấy câu chú đó, kêu nó tới. Hôm nay mọi chuyện nó đã rõ ràng rồi, trắng trắng đen đen rồi, không có gì gọi là lẫn lộn nữa. Bữa phần mẫu mẹ có nói, con đã phân ra rõ hết rồi, ai thích cái gì thì đi theo cái đó, mà đứa nào phải trên 60% á, còn tỉnh táo á, mẹ mới cho về núi. Còn đứa nào mà 50-50 á, mẹ cũng khiến không có cho lên núi nữa. Tại 50-50 lên đây á, nó lôi kéo. Đó là lời Phật mẫu nói. Nhưng mà thời gian khoảng 6 tháng sau á, nếu mà tụi nó đừng có liên lạc với nhau á, đừng có nói qua điện thoại lẫn nhau á, tại khi điện thoại lẫn nhau âm binh nó chạy qua chạy về hoài, giống như nó refill xe điện, nó recharge battery vậy đó. Và nó phải tự một mình tu tập 6 tháng thì mọi chuyện nó sẽ qua. Nó sẽ qua hết, tức là bùa ngải thư ém của anh Bắc á là sẽ qua. Anh Bắc anh thư như bùa ngải. Ảnh là một trong 12 người đệ tử đầu tiên của sư phụ, mà hôm nay tạo phản, lập môn phái riêng rồi muốn làm giáo chủ thế này thế nọ, đó là nghịch đồ. Sư phụ cho là nghịch đồ, nghịch đồ Bắc á, chứ đâu phải là hộ pháp đâu. Đó là nghịch đồ, tại vì đã là nhận sư phụ là sư phụ ngày đầu thì là sư phụ là sư phụ. Một trong 12 đệ tử hôm nay tạo phản là nghịch đồ, còn đem hình tượng cha mẹ lên núi mà bán tiền làm bà, tiền này tiền kia, đó là phạm thượng. Thí dụ để ngoài kia bán ở dưới chân núi hay gì, lấy cái tiếng của Thiên Long Sơn mà bán hình tượng là mất cái tiếng của cha mẹ của núi Thiên Long Sơn, có hiểu chưa? Thế không có ai, bây giờ nó có bán, nó bán ở nhà hay là bán ở đâu rồi chỗ nào thì không có nói gì, mà lên Thiên Long Sơn mà bán có nghĩa là gì? Đâu có hỏi qua ý của sư phụ đâu. Thụ chưa có đồng ý, mà có bao giờ thụ đồng ý chuyện đó không? Thụ không có đồng ý nghe. Cho nên gì ra cái đó, cái thằng nghịch đồ này á rất là đại phạm thượng, tạo phản, đã là đệ tử rồi lôi kéo, rồi muốn làm thầy, rồi muốn khống chế thầy của mình, dùng ba cái hắc thần thông cấu kết với cộng sản. Nên đó là nghịch đồ, đại trọng tội á, đại phạm thượng. Đó là lời này là thật. Còn sư phụ làm đúng hay sư phụ làm sai, hay là tụi nó không có thừa nhận mùi cái sư phụ, đó là chuyện riêng cá nhân của mỗi người. Nhưng mà mình đâu có biết. Hồi xưa sư phụ thường dạy mình ra đường á, cái đứa con nít 5 tuổi á, mình cũng không nên coi thường nó. Mà lỡ như mình xúc phạm một đứa mà nó không phải là người thường, nó là Bồ Tát rồi sao? Có phải là khẩu nghiệp không? Mình không biết, mình phải nín, mình phải im, mình phải theo dõi để coi ơi, mũi là yêu tinh hay là Bồ Tát, hay là giúp gì cho núi, hay là hại núi, toàn là giúp núi không à. Chẳng qua là chúng bùa chúng ngải, cho nên tụi nó bị block lỗ tai, nó gọi là block, con biết block không? Cũng giống như đứa con hư của mình á, mà nó đi rong chơi ngoài đường, nó ăn chơi hút sách, con có nói kiểu nào chẳng lọt lỗ tai nó chữ nào, con có khóc con có lại nó cũng chẳng có nghe lời con nữa. Đó là vậy đó, phải cho nó 6 tháng để từ từ nó tỉnh lại. Đó là lời mẹ nói, Phật mẫu nói. Ok, bữa nay đọc cái bài này lại. Ở trên thế giới tất cả họ thiên mấy đứa mà làm ngành thông tin đó, cũng nên lấy cái bài này thì hồi chỉ đọc để nhắc cho mấy đứa con thôi. Nhưng mà ngoài kia mấy ông bự á thích nghe thẳng phụ nói, chứ không có thích nghe ai nói.
nên giờ sư phụ có ho cũng gác ngọc cho ổng nghe. Cái này của chị của sư phụ, anh Mẫu Liễu Hạnh. Chưa nói nữa, ví dụ như Mùi Mùi hay là anh Bắc, anh Bắc đó, xin theo sư phụ về Việt Nam, mấy vị không cho. Mỗi lần mà bắt mại lên mà đường Cờ Đông Hổ á, ở trên cấm không, ông Bắc không có được vô tham dự. Chưa bao giờ mười mấy năm nay ông được tham dự, đúng không? Còn á, Mùi Mùi á, được chị sư phụ cho theo sư phụ, phò sư phụ, và được cha cho theo phò. Không phải sư phụ ngu mà đi tin từ cái miệng này nói, con có hiểu không? Có sư mẫu ngồi đó nữa, có ông bố, có ngoại, có đủ á, và có cả ông thầy pháp ngồi đó bữa nữa, chứ không phải là khi không đâu. Tức là chị cho trên đường cơ của bác mại là một cái thần thông riêng, separate, cái đó là cái chính, con hiểu chưa? Có verify đàng hoàng, có xác nhận đàng hoàng, chứ không phải như cái kiểu mà tụi nó nói ồ tự nhiên cái sư phụ tin, không bao giờ. Nên nhớ này, nói luôn, hỏi ông bố ơi, từ đầu sư phụ đã được xác, chị đã xác nhận thì sư phụ mới ấy thôi. Chứ những cái người mà bên cạnh sư phụ giờ đưa đoạn đồ uống, không biết nó bỏ gì vô á, trung cộng bỏ gì vô làm sao. Người theo kế bên sư phụ á là phải được cái trên chó. Đây mình đọc cái bài này để nhắc nhở mấy đại ca nghe, nó là thiệt á. Của công chúa Liễu Hạnh tái sanh vào nước Việt Nam 3 lần, mà chị của sư phụ là chị thứ hai, đại tỷ tỷ, rất là thương sư phụ. Vì sư phụ xuống trần để mà lo cho cái trái đất này, lo cho nước Việt, thì chị sư phụ mới thương á, mới theo, mới phò, mới giúp sư phụ. Thì muốn tính cho cái ngày hôm nay xảy ra, chị sư phụ 1000 năm về trước cũng phải đầu thai xuống nước Việt chịu khổ để mà có cái tiếng hôm nay mới giúp cho sư phụ. Còn sư phụ ngày đầu tiên xuống qua đây cầu này mấy chục nghìn năm về trước, đầu thai tới đầu thai lui bao nhiêu cả ngàn cuộn phim, tức là bao nhiêu ngàn cái xác phàm khác nhau, từ thời Hùng Dương cho tới Càn Long, cho tới Tần Thủy Hoàng, cho tới vua nhà Nguyễn, cho tới thời Minh Mạng là thời gần đây nhất. Thì ba tất cả mọi thứ cuối cùng rồi, hôm nay đóng lại quả địa cầu này, đóng cái phim này lại, là coi như cuối kiếp này, kiếp cuối của sư phụ á, thì là về trời luôn. Bữa cha nói rồi đi làm một cái thành tinh khác, có nhiệm vụ ở thành tinh khác. Nghĩa là bao nhiêu kiếp sư phụ đều đóng vai chánh không à? Không, vai này cũng vai kia, từ thời thần nông cho tới lập ra chính chúa 12 vua nhà Nguyễn, rồi đầu thai làm vua Hùng Dương, 3 lần làm vua Hùng Dương, hôm nay ngồi đây. Thánh mẫu Liễu Hạnh thi bút. Tháng 3 vào tiết thinh minh, cõi âm giáp mở, phong linh ba màn, khuynh thiên đột giáp tràn phan, đông vô hải hội trời ban phong thần, Bắc Hàn lục quốc phân tranh, kiêu binh sĩ bại nam phần định phong, sở nhà bà đội đi vọng, tàu chìm dì đảo ngã lòng ra đi. Tức là nước tàu chìm, Trung Quốc là nước tàu không? Hàn Bắc Hàn cũng lục quốc phân tranh nè, rồi cũng chiến tranh ở Bắc Hàn. Tàu chìm vì đảo ngã lòng ra đi, tức là biển đảo Hoàng Sa đó. Lưỡi bò cắt ngắn tư vi. Cái bài thơ này năm 1938, lúc đó chưa bao giờ có cái chữ gì lưỡi bò, đúng không? Mà bài thơ này chị đã nói rõ luôn lưỡi bò. Lưỡi bò nó chỉ sau này thập niên 80 Trung Cộng nó mới ra chữ lưỡi bò. Con thấy hay không? Mấy vị biết trước luôn á. Lưỡi bò cắt ngắn tư vi, đảo chìm tàu lặng không gì thở than. Có nghĩa là Bắc Phương không thể dễ dàng, tàu sợ lại đánh tràn an ai nhà, bởi thua biển đảo Hoàng Sa. Đó hồi nãy vụ nói á, là đời đốc của nước Việt không có nhiều, dùng hết tàu đánh cá, cứ đem dao chặt nước đá cũng được, ra mình lấy số đông thôi, phải không? Ra lấy lại hai cái đảo trong lúc mà cả thế giới đang lộn xộn nè. Bởi thua biển đảo Hoàng Sa, giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh,
Nam phần nam lại đổi mình, không theo sự sắp vong linh ai người, nước Nam từ đó thay trời. Nghĩa là khi mà chiến tranh xảy ra, nước Nam sẽ bắt đầu đổi cục diện thay trời, mở ra thế ém của thời xưa tiên, tức là quy cổ Việt Kim á, tức là không có tổng thống cũng chẳng có bí thư nữa, nó sẽ có vua, thì Bắc Trung Nam mới đoàn kết. Chứ giờ đưa tổng thống thì để Tam Cộng Hòa thì chổng nó không có thích, còn bí thư thì ở ngoại cũng không có thích vô. Cho nên mấy câu này quý vị nói trở thời xưa tiên á, về đồng thời đức thầy của với ông Trạng Trình cũng nói là quy cổ Việt Kim á, tức là trở về thời quân chủ để mà thống nhất đất nước đoàn kết, chứ không có còn đại tam đại hay là bí thư bí thiết gì đó. Mở ra thế ém của thời xưa tiên, thương cho ấn miếng đạo điên, hành binh phát mã giáp biên trở thủy, thương bà ấn lại ra đi, bởi vì Tây Tạng mất đi núi đồi, đất bằng thành biển cả rồi, Trung Đông thành sóng nó lo nhà Tàu, Trung Đông thần sống nó lo nhà Tàu. Tức là con thấy giờ cái biển Hắc Hải nè, con thấy Iran đang đánh Do Thái đúng không, rồi Nga với Ukraine thì nó sẽ lo nhà Tàu, tại nó trúng nhau hết. Cái thằng Hamas mà nó điên điên lên, nó đánh Do Thái hồi tháng 10, ngày gì, ngày 17 tháng 10 gì đó, hồi năm ngoái đó, là nó do thằng Tàu xúi, mày cứ đánh đi, sau này tao đứng sau lưng tao giúp mày, thì nó nghe lời Tàu. Thì bữa nay á, bởi nó xảy ra chuyện thì nó lôi luôn cái nhà Tàu theo. Những chính trị gia của thế giới người ta nhìn, người ta biết đó là do Trung Cộng nó suối, nó đẩy lửa. Trung Đông thành sống nó lo nhà Tàu, ngã ba tam giác nước cao, cao là cao ly, không còn biên giới ngã nhào tứ phương, mưu đồ bá đạo bá vương, tức là Trung Cộng đó, mưu đồ bá đạo bá vương, tan băng động đất Tân Cương nó chìm. Thằng đấy bây giờ bên Tàu á, lũ lụt rồi đập Tam Hiệp rồi bao nhiêu chuyện xảy ra bển quá trời luôn. Tan băng động đất Tân Cương nó chìm, hình gà lôi nó đau tim. Nước Tàu á, hiện giờ bản đồ là hình con gà, gà lôi á, bên nhìn thấy á, là hình gà lôi không? Cái mỏ nó gì không? Cái đích nó bự quá. Tại nó lấy Tây Tạng á. Mất đầu, mất đích, lại chìm Đông Kinh. Có nghĩa là sau này chia năm sẽ bảy á, là cái câu đó gọi là mất đầu, mất đích, lại chìm Đông Kinh. Nước ai gọi xuống đầu mình, gà lôi trời sập, địa hình phân ba. Chỉ còn bốn tỉnh thái gà, mất tên trên cõi ta bà hư danh. Cái là sau này nước Tàu nó sẽ trở về thời Xuân Thu hay là Đông Châu Liệt Quốc của thời xưa vậy đó. Nó nhiều nước, chứ thật sự nước Tàu nó gáp lại thành một nước. Nó không có giống nước Việt mình là một, nó không có giống nước Mỹ một là một. Nước Tàu nó rất là nhiều nước, rất là nhiều thứ tiếng. Mà khi nó vỡ ra nó dễ vỡ lắm, giống như chiếc thuyền mà nó nói nhiều quá nó dễ bể. Còn những chiếc thuyền của người ta là solid luôn, phải không? Đó là cái nước Tàu á, nó bao nhiêu thời đại rồi cái nó tan ra trở lại thời nguyên thủy của nó, là năm bảy nước như nước Tề, nước Sở, nước Tần, nước Tấn, nước Ngụy rồi vậy đó. Mất tên trên cõi ta bà hư danh, bá đạo tranh bá không thành, hồ tan biển bắc đổi canh đổi kỳ. Nhật Hàn nó dạ ơi, kỳ này là Nam Hàn á với Nhật là thắng. Tại vì Nam Hàn á sẽ thắng được Bắc Hàn. Hồi xưa hữu thường nói là Nam Bắc Hàn tự thống nhất với nhau á, là lôi đầu mặt xuống, lôi đầu ủn xuống. Nhật Hàn nó dạ hả ơi, Mỹ đâu lệ phẩm, no nơi phong thần. Tại vì nước Mỹ cuối cùng sẽ thắng. Tại nước Mỹ nó là một cái trục của thế giới. Nước Mỹ có chuyện là cả thế giới đều nghiêng ngửa có chuyện. Mà hôm nay bà Kamala Harris sẽ không bao giờ thắng ông Trump. Ai muốn cá bao nhiêu thụ ngồi đây cá, ông Trump sẽ về tòa bà đốc. Thụ mới vừa nói chuyện với mấy gì, ông Biden đó là không xong. Thì làm sao một cái người mà da màu ngoại quốc mà có thể thắng làm tổng thống, mà không chỉ phụ nữ nữa. Con thấy cái chuyện đó nước Mỹ này làm gì có.
Thì ông Trump trở lại thì đầu tiên hồi xưa ở Liên Hợp Quốc ông nói làm sao? Ông đầu tiên là ông diệt Tàu mà. Cho nên ông Trump sẽ hiên ngang vô tòa Bạch Ốc. Là thường nó trúng cái này rất là khó nói mà nó cũng trúng luôn á. 4 năm trước cho tới ngày hôm nay ngày nào cũng nói ông thắng. Tôi bị ho. Cái anh hai của Sùng, kêu anh hai mình biết rồi không? Anh hai tức là thiên nhãn đó. Cái anh hai nói phải gì ta, ngậm chanh với mặt ong 7 ngày hả? Anh hai lo bệnh cho thằng em này. Nhưng mà không biết có làm nổi không? Tại vì ho thiên nhãn về mỹ thâu lệ phẩm non nơi phong thần kỳ nhì tái diễn phong dân khác xa binh lực phong thần đã qua. Hồi xưa thời phong thần một á, mình đánh bằng kiếm với chưởng được không? Thời nay á là giống như bắn game vậy đó, ngồi đứng bấm nút mất sồ chứ không, với mấy chiếc drum rồi điều khiển drum rồi đó, ngồi chỗ trong cái phòng game là bắn không à. Thì cho nên đây câu này mấy vị nói là kỳ nhì tái diễm phong dân, nó cũng là phong thần hai đó, khác xa binh lực phong thần đã qua, gọi là thế chiến màn ba, gọi 18 nước nó qua thời kỳ, thật là trời đất loài người. Nếu mà một người hôm nay á mà có không có hiểu về tâm linh, không có hiểu trời là ai, cũng chẳng có hiểu Phật là ai, không có hiểu Chúa là ai, cũng phải ngồi suy nghĩ lại tại sao nó coincidence, tức là nó ngẫu nhiên đó. Mọi thứ nó đều xảy ra một lượt thì mình cũng phải biết sợ đó. Đúng không? Không có thể lì lợm được. Thật là trời đánh loài người, các loài theo khỉ bị trời bao dây, hàng binh dễ giáp đông tây. Tức là từ ở Trung Đông tới qua Biển Đông đều phải đầu hàng ông trời hết. Tức là những cái người mà những cái nước mà hung dữ nghịch thiên á đều thua hết. Chỉ có những nước thượng thiên giống như Đài Loan, Nhật, Nam Hàn, Việt Nam. Việt Nam mình cũng dạng nửa thượng thiên nửa nghịch thiên. Tại vì tôi hỏi mấy vị chứ mà ở trong quốc gia đó có bao nhiêu người biết cái đài của thù và biết tiếng nói thù, có gì nói trên 30-35%, tức là ba mấy triệu người biết, còn cái số còn lại đó họ chỉ mơ mơ hồ hồ, họ không có để ý tới. Và trong đó đó, trong cái 30-30 mấy triệu người á, là 90% là rất là tin tưởng, là thích. 10% biết nhưng mà không tin tưởng. Mấy vị giải thích rõ luôn. Nhưng cái phần còn lại mới là quan trọng. Cái phần còn lại là những người trong gia đình của những cái người đó đó, họ biết, họ nghe mà không để ý. Tại vì họ không phải là người tâm linh, họ chỉ biết để quan bên thôi. Nhưng mà trong cái đầu họ đã có, họ có cái mặt của sư phụ hay có cái tên gì đó. Nhưng mà đến một ngày đó, mọi chuyện nó ngỡ ngàng đó, thì đâu ai biết được thánh phàm á. Giật mình mới biết mình quen lâu rồi á, là có đó. Cho nên là cả nước luôn, cuối cùng là cả nước rồi. Thật là trời đánh loài người, các loài theo khỉ bị trời bao dây. Ai theo khỉ thì biết rồi đó. Khỉ tức là không phải nói riêng Việt Nam nha, nói những cái nước mà cộng sản đó, rồi 4 nước còn lại đó, là các loài theo khỉ bị trời bao dây, hàng binh giải giáp đông tây, đến cơ biển sập đổi thay địa hình, nhìn bầu sao rụng lung linh, quỷ ma bỏ trốn Nam Kinh đổi đời, sao hôm chạy bỏ sao mai, nội thì qua ngoại chả ai chủ thuyền, đất chìm bắc đổ Thái Nguyên,
Hiện giờ Việt Nam cũng động đất phải không ta? Đà trời chia khúc ruột truyền núi sông, động đất mất nửa hình rồng. Tức là Việt Nam có động đất mất nửa hình rồng. Tân đời nước đổi tấn phong hình rùa, tức là nước Việt sau này sẽ đổi cái địa hình thành rùa. Đoạn trường gian khúc chanh chua, đổi mùa trời chuyển bốn mùa thành hai. Nước Nam hội ngộ thiên tài. Trời, không phải là anh tài mà là thiên tài. Nghĩa là 6.000.000 toàn là thiên tài không à. Cái thằng kỹ sư ở đây á, chả có tiếng tâm, chả có gì hết. Nhưng mà khi về Việt Nam á, có thể dạy lại cả 100 kỹ sư, cả 1000 kỹ sư ở bển. Ở bển đâu có bằng kỹ sư ở Mỹ. Nó thực hành nó kinh nghiệm hơn không? Cho nên 6 triệu về là nước Nam hội ngộ thiên tài. Nhân dân chân nhân thành đạo đất đai nhà rùa, chân nhân thành đạo đất đai nhà rùa, phong thánh Di Lạc là vua. Ai lập đạo người đó là vua, cái định luật cha ngày xưa nói. Sư phụ là Di Lạc, Di Lạc hai cũng là Di Lạc, đức thầy là Di Lạc một, là Phật Di Lạc thiệt á. Thì ở đây có nói phong thánh Di Lạc là vua, trăm quan hữu trách tiên cơ nước trời, tức là cái này là cơ trời mà. Khoa thi chọn tiễn sĩ ngôi, mở đời nhân trị con trời khai thiên. Sau này nước Việt sư phụ về đầu tiên là con của trời khai thiên, sau đó có những con trời kế tiếp sẽ có dòng giống gọi là giống rồng tiên á, sẽ nối tiếp cho đến khi nước Việt vững mạnh lên, mạnh lên rồi đó. Tại vì cái trí tuệ phải trí tuệ của trời mới lãnh đạo nước Việt trong cái bãi rác. Hiện giờ Việt Nam như cái đại bãi rác, một cái chiến trường, một cái đống đổ nát, không có cái gì gọi là cái gì hết. Nó không có tổ chức, cũng không có tiền bạc, cũng không có ngân khố. Cái nhân tâm nó rất là hung dữ, không phải dễ đâu. Khoa thi chọn tiến sĩ ngôi, mở đời. Khoa thi chọn tiến sĩ ngôi có nghĩa là lập đời hội dân hồng đó, chọn những nhân tài lại rồi bầu cử tự do lại, chứ không có giống như giờ ai quen người nào rồi có tiền mua chức rồi lên đâu. Tức là tất cả phải bầu cử lại tự do. Mở đời nhân trị con trời khai thiên, cả kiêu học sĩ nam tài, ra thi để giúp tương lai sơn hà. Thánh mẫu Liễu Hạnh 1938. Bài này là đúng rồi, lúc này luôn. Sau này ai có tài thì ra ứng cử giúp quốc gia, không có dùng tiền mua chức nữa. Thằng nào mà tham nhũng á, thua khác nó một cái dấu ngôi sao ở đây không? Thằng nào có nhiều ngôi sao á là ta thấy là ta phải né. Hôm nay bị ho không muốn nói nhiều, ai muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Nói gì không? Phụ cho con hỏi giùm cho bạn của con đang sống ở Sài Gòn đó sư phụ. Thì bạn con hỏi là nếu như mà khi mà tiếng sóng thứ ba xảy ra thì mình nên chạy về quê luôn hay là mình chờ khi nào thì mình về quê là tốt nhất sư phụ? Thứ nhiều con hỏi, bây giờ con thích đi ngoài đường phố không có đông người đè con. Thì con thích lúc đó cả đống người đè lên con, giống như Covid Sài Gòn á, một đống xe nó có xe nhỏ nhỏ thôi cũng bị kẹt nữa. Thì mình cứ chuẩn bị đi. Nói chung là nó không có lâu, nó một thời gian rất là ngắn. Là vì tại sao thù biết như vậy? Là vì thù có hỏi trên đó, là nước Việt sẽ minimum gọi là sơ sát, đổ máu. Nó không có chết như cái kiểu Hamas đúng không? Nó không có đói như cái kiểu mà bây giờ mình thấy đó, mỗi ngày một đống người chết đói ở bên Do Thái á, bên dãy Gaza. Mình không có như vậy. Mình là nước có Phật tiên, có thiên tử hạ phàm. Tại vì một người chết thì phụ bị bad credit với cha, nên là nó có cái khổ thôi. Chỉ có những đứa gọi là ma quỷ vô nghi á, nó đầu thai cho thành người Việt để mà nó chống đối sư phụ á, thì lúc đó mấy vị cho nó đi rồi, gọi là mất sắc hồn. Giống như những đứa đệ tử mà nó phản đồ á, nó làm hư cái đạo thiên tâm á, thì ngày hôm qua sư hỏi
là nó sẽ mất đi cái linh hồn mãi mãi. Có nghĩa là nó khi nó mất đi, mình còn cái linh hồn là mình còn tái sanh đúng không? Thì mấy vị dùng cái chữ là mất đi linh hồn mãi mãi. Những đứa mà hôm nay vẫn còn chửi sư phụ, vẫn còn biết, chưa biết chuyện trắng đen á, mấy vị ngày hôm qua có nói mà mất đi linh hồn mãi mãi. Những đứa mà vua mà chạy theo á, nghĩa là cái ngã cũng vẫn còn cao á, nó cũng sẽ bị giống vậy thôi. Tại hôm nay đã qua nó 4-5 tháng rồi, mẹ đã từ bi rồi, mà nó cũng vẫn chưa có realize ra được cái gì đúng gì sai nữa, thì nó cũng đâu có đáng để mà sống cái thời Thượng Quân Thánh Đức. Tại cái thời đó đâu có ai mà đi xiên xỏ hay là đi kiếm chuyện. Chuyện đúng cũng kiếm, chuyện sai cũng đúng, cũng kiếm, chứ phụ nó rõ ràng hết trơn này. Dù đâu có giấu gì đâu. Lúc xưa dù cứ nghĩ là ồ, thầy Pháp cốt chó sói chứ đứa nào mà không biết. Thụ nói ra thầy Pháp ở đây cái chục năm ai mà không biết đúng không? Vậy mà có đứa không biết, làm cho phải kêu ra tên luôn, bắt Lê là thầy Pháp luyện âm binh đúng không? Vậy đường nó mới quảng hồn. Rồi mấy cái hình mà bán một tấm mấy trăm đô, rồi cái gì cũng bán tiền bạc. Muốn bán thì đi xuống dưới núi bán à, bán trên núi Thiên Long Sơn. Đó là ở trên nói mà. Hễ mà đụng tới cái tên danh tiếng của Thiên Long Sơn là Đại Phạm Thượng là tội á. Chẳng qua là có một cái, có nhiều đứa đệ tử không có hỏi không có hỏi sư phụ. Sao lâu nay sư phụ biết không nói? Ủa sư phụ chưa có lệnh của cha. Sư phụ làm gì cũng phải có lệnh của cha. Tại và đồng thời nếu mà làm sớm quá thì đâu có biết đứa nào nó còn mong cầu sân si. Nó cũng là sàng lọc, sư phụ chỉ thương, sư phụ chỉ warning. À nó có sàng lọc đó nghe, phải giữ tâm vậy thôi. Thì con cần cái chuyện mà một con chó sói mà đi đụng độ với một thiên tử con nghĩ có phải là chuyện gì? Thôi là thiên tử, là mãi mãi là thiên tử. Vụ thần thông cao mỏng mà sư phụ cũng hay kể, mà ngồi thiền bị bốn châu lửa hay dí á, sư phụ là người đi cứu á, nhớ không? Mấy con cũng nhớ, tụi nó cũng nhớ. Nhưng mà tận ba là vì chúng bùa đó, bị block, điếc. Thôi không nói được. Sao tụi mày ngu, tụi mày đi chết hết. Cố hoài, cố không nổi. Mày nói, trời ơi, ngài từ bi quá, ngài sinh cho tụi nó hoài à. À, ba lần thôi. Mà cái này buổi sinh hoài, sinh cả chục lần rồi. Mấy vị rất là quải với hụ luôn á. Nghe mấy vị nói á, tụi nó là trí đám giống như là trẻ con vậy đó. Rồi giống như giờ ông bác cũng còn lên đánh mấy cái chữ từ bi, mấy cái đó cứ coi theo trên mạng rồi cứ bỏ lên thôi, chứ có khỉ gì giỏi cứ lên đây nói đi, đúng không, giải thích đi. Đúng là yêu quỷ vẫn là ai vua theo, nhìn là người mà có chứ không bình thường biết. Còn ba cái chữ là trời ơi, đánh được đứa nít học lớp 5 nó lên lấy máy cầu xuống lên tào lao. Nó gọi là bởi vì gọi là trẻ con à, ngài lo chuyện lớn đi, đừng có lo chuyện trẻ con nữa. Thế là Phật mấy con có gì có hỏi thưa đệ tử, thưa có gì con ở đâu, tiểu bằng nào? Nam California, bị bệnh à? Con tên gì vậy? Con tên là Thiên Oanh. Thiên Oanh. Con chưa là đệ tử của ngài. Con đi đây 4 năm rồi. Con đi nào con lên xuống cũng khóc. Con nói không được. Cái núi này nó có cái hào quang, có cục ngọc nằm trong cái lòng núi á, cho nên nó phát quang ra.
rất là sáng. Những người tâm linh, những người có nhãn thông đó, người ta đều thấy điện mẹ đó rất là linh thiêng. Cho nên như con vậy đó, mà có bao nhiêu thời gian á, bỏ ổ bánh mì trong cái ba lô lên cho nó ngồi từ sáng tới chiều, ngồi thiền hay là ngồi không hay gì, ai đọc kinh được kệ cho họ đọc, con ngồi im trong góc, chỉ có mặt con ngồi trên đó thôi là biết bao nhiêu chư thiên á sẽ trị bệnh, rồi sẽ cho con những cái thứ mà người đời không có cho được. Nhưng mà phải ngồi trong đó, tại mấy vị trong đó đầy á, tại vì giống như cái đó giống như một cái hoàng cung của mẹ gì đó, gọi là điện mẫu á, gọi là Thiên Oanh hả? À? Thiên Oanh. Mà con lên 4 lần. Khi nào con cũng khóc hết á. Mà con là một người rất là tin trời tin Phật. Khi mà sư phụ nói tới anh Bắc, con xin trình bày với ngài là dạo ấy con lên năm 2022, con đi cả gia đình, thì ngài có đưa con tới anh Bắc. Ngài nói là các con của con nó bị vong, con tới anh Bắc. Anh Bắc anh ấy anh nắm chặt tay như thế này nè. Hôm nay nè, nó là hút chân khí của con ra đó. Chân khí, trời tuổi trẻ chân khí sinh lực nó nhiều, cần phải hút. Xong rồi anh đưa cho cái con này một cái chỗ đeo, rồi mấy cái viên thiên tâm mà bằng gỗ, con mang về nhà con rất là chân quý, bởi vì con nghĩ tất cả mọi người lên đây đều có một cái lòng thiện tâm, nghĩ đến trời đến Phật và giúp những người hoạn nạn. Con tin vô cùng. Trời ơi, còn gọi sư mẫu nữa, còn gọi bác mại, còn gọi ông bố nữa. Có mấy con là chuyện nhỏ. Cứ như là ma quỷ á, nó phá tới cái ổ của sư phụ luôn á. Trời ơi, gọi bác mại nữa, gọi bác Trung nữa, sư mẫu nữa. Không ai mà không chừa hết trơn á. Nếu mà người tốt quá không có cái rảnh mà đi gọi, con hiểu không? Sư phụ có bao giờ gọi đứa nào đâu. Sư phụ không bao giờ làm phiền ai hết. Người tới, người tốt quá không bao giờ làm cái chuyện đó. Người ta phải có mưu đồ. Quỷ mà. Mà sư phụ ơi, con có hai đứa thai nhi, thì con cũng tin người ta. Con trình bày là con có hai đứa thai nhi, thì con sảy thai, thì anh nói là để anh cầu cho con. À. Con sợ. Nó đâu có cầu đâu, bắt theo làm lính. Nhưng mà hồi nãy sư phụ giải thích rồi, sau khi mà ông bị nghiệp á, dụng chữ nghiệp, sư phụ không biết ông đang bị gì đúng không? Này cũng chả biết ông đang lại gì nữa. Sư phụ biết mà khi mà chó sói này nó bị nghiệp á, thì giống như là nhà tan quan không có chủ, thì những cái âm binh mà của con á thì nó đi tứ tung hết, và đồng thời nó đi vô chùa. Mà hiện bây giờ á, trong mắt sư phụ thấy á, là nó đang trở về con á, cho nên con mới khóc. Lên đây. Chứ lên tôi tập đi. Thì dễ rồi đứng đó đi. Cho nên khi mà làm lính của ông Bắc thời gian rồi phải không? Bây giờ cái bộ tổng hành dinh nặng thấy rồi á, thì mấy anh binh nó chạy tán loạn hết. Cửa hổm vô hỏi xin lòng. Ô bây giờ mỗi ai nó trở về nhà đó. 1, 2, 3, 4, 5. Con là người vô tội. Không, con cũng phải có mong cầu con mới bị. Tức là con lên đây con kiếm thiên tử chứ con không có kiếm chó sói.
Ai kêu làm kiếm cho sói còn bị. Con hầu kia. Đâu không, đứng dậy nó, đứng dậy. Đứng dậy, đứng dậy. Ba chúng con là người nhưng mà không phải là người. Lời của Thượng Đế nói phải thưa, phải về cứu dân độ thế. Bữa cha nói vậy, lời của cha nói. Cha nói là bữa bên Thiên Long Cung á, từng rồi mà nó bển. Cha nói nè, ngày thứ năm chiều 3:40 ngày 25/7/2024 tại Hilton Texas Thiên Long Cung, Kiệt Ngô, Hạnh Thảo, Mai Thảo cùng mấy đệ tử đang dọn bàn tiệc cúng 12 bàn. Thiên Mai Thảo đang đi xung quanh lo đốt nhang bầu cúng thì phần mẫu điển vô tâm. Mai Thảo lệnh kêu ba người vô trong phòng thiền ngồi thờ cha mẹ. Cha nói, Thượng Đế nói, ta Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thái tử nói, tức là sư phụ, con chào Phụ Hoàng. Thượng Đế nói, chào Hà Nhi, Thuận Bình và Quyền Châu. Thái tử nói, Quyền Châu, Thuận Bình, chúng con chào Phụ Hoàng Thượng Đế. Ta rất lấy làm vui hôm nay cả ba ngồi nơi này. Đây không phải là ngẫu nhiên mà là một sự sắp xếp của ơn trên. Thái tử nói, dạ thưa Phụ Hoàng. Thượng Đế nói, các con hãy nhớ hoàn thành sứ mệnh của mình. Thái tử nói, dạ Phụ Hoàng, con luôn ghi nhớ. Thượng Đế nói, hãy thương bá tánh con dân chăm họ. Thái tử nói, dạ thưa Phụ Hoàng, con luôn ghi nhớ. Thượng Đế nói, buổi tiệc này tuy nhỏ nhưng đây là tất cả tấm lòng của các con. Thái tử nói, dạ thưa Phụ Hoàng. Thượng Đế nói, đây là buổi ra mắt cho các chư vị để chứng minh lòng thành ba chúng con. Ta chỉ có bấy nhiêu lời. Thái tử nói, dạ con cảm ơn Phụ Hoàng Giả Lâm dạy dỗ cho ba chúng con hôm nay. Mấy lời con luôn ghi nhớ và sẽ làm theo lời Phụ Hoàng chỉ dạy. Trong tâm con luôn lúc nào cũng cho bá tánh nó ấm an vui và hoàn thành xong sứ mệnh để trở về phục lệnh với cha mẹ, cho cha mẹ được vui vẻ. Cảm ơn cha gia hộ cho hai Hài Nhi dưới hồng trần, cho ba Hài Nhi, tức là sư phụ với hai ông chúa là ba Hài Nhi. Ở trên trời á, sư phụ với hai ông chúa chở nhau nhí nhí. Sư phụ là chảnh chừng 10 tuổi vậy đó, mấy người này chừng 8 tuổi vậy. Thì ở trên á, mấy ông trời á, mới thảy xuống, ba người xuống. Cái thời này gọi là ba Hài Nhi, cho ba Hài Nhi dưới hồng trần và đã ân chuẩn cho ba chúng con trọn đời bên nhau. Thượng Đế nói, là một thái tử thiên hoàng phải luôn vinh danh cha. Thái tử nói, dạ con luôn luôn lúc nào cũng vinh danh cha. Thượng Đế nói, đời này con sẽ được tròn như ý nguyện. Thái tử nói, con đa tạ Phụ Hoàng, con cảm ơn mẹ, cảm ơn cha, cảm ơn nhà phụ Long Dương, cảm ơn thân phụ Thượng Bình Ngọc Thiên Đại Đế. Ba chúng con cảm ơn các cha đã ban ân cho ba chúng con, nhưng con hứa sẽ hoàn thành xong sứ mệnh để về phục lệnh, để lại một chuyện truyền kỳ cho nhân gian, học theo những điều tốt đẹp. Nam Mô A Di Đà Phật. Thượng Đế nói, các con lo bảo toàn sức khỏe, cha chúc phúc cho các con, thôi ta đi đây. Thái tử nói, dạ con cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Thường thường á, thì như sư phụ ngồi tiếp chuyện với cha rất là nhiều lắm. Bất cứ đâu, thường cha không có xuống ở chỗ này nha. Muốn chuyện mà serious á, thì phải lên trên trên đỉnh núi. Đỉnh núi á, thì phải lái xe bọc vòng trên núi. Còn bữa hổm ở Thiên Long Cung á, là khi mình cúng á, như một cái bữa tiệc thì cha mới kêu vô nói. Cho nên khi mà mỗi mùi á, được thừa nhận á, là ở đường cơ của bác mại của bên Thánh Mẫu Liễu Hạnh thừa nhận, chứ không phải cái chuyện khi không á mà sư phụ bắt vô đây rồi nói bậy đâu. Không hiểu không, sư phụ ngoài có một đống có
cha, có mẹ, có Sinh Long, có nhiều vị lắm. Mà tại sao á, cả đám đệ tử chỉ tin từ miệng một con quỷ nói, đúng không? Từ miệng của một thầy pháp là anh bắt nói, mà không tin sư phụ, không tin chị của sư phụ, không tin đường cơ của bác Mại, đúng không? Tại bác Mại là riêng, tại lúc đầu bác Mại cũng chống đối, tại vì anh bắt anh cứ gọi xuống bác Mại để mà anh chặn, anh quậy mà. Trời ơi, ông đó quậy lắm, người tốt không có đi gọi vòng vòng người ta, nên nhớ. Ông gọi bác Mại everyday, gọi hoài hiện giờ luôn nè. Người tốt không có cần làm phiền hồn ai nấy giữ. Cho nên những cái đứa này đứng ngoài kia đó, nó phải coi mấy cái này, nó phải hiểu. Chứ không có phải khùng mà tự nhiên ấy, đi nói về mũi mũi rồi đi này mê gái, không có chuyện đó đâu. Nó phải là verify thứ thiệt từ chị sư phụ, từ bác Mại, từ những người gọi là phò sư mụ phụ 50 năm á. Và bao nhiêu lần vậy cơ, đều có mùi mùi ngồi ở đó mà. Every single time. Còn bắt mấy vị nó cấm, không cho vô. Mỗi thứ bảy nó còn thấy á. Ông chưa bao giờ được vô dự cơ. Mấy vị không có cho. Vì ông không bao giờ tin là Đức Thầy là cờ vàng bay sọc đỏ sẽ trở về Việt Nam. Ông không có tin. Đừng có tưởng thần thông gì cũng biết, thần thông chỉ biết cái giới hạn lộng hành của mình, để ảnh hưởng tinh thần của người ta sơ sơ, còn chuyện mà cao siêu á, giống như chuyện chính trị lớn á, ông hoàn toàn zero, ông không biết gì hết. Còn bên kia mấy đứa đệ tử nó, mấy vị bỏ sư phụ đi hết rồi, sư phụ bây giờ giống như con cá ngồi ngóp nằm trên thớt. Trời ơi, sư phụ trị bệnh, rồi sư phụ đi tùm lum hết, sư phụ giúp miếu nhiều người. Vậy mà nói cái sư phụ là con cá ngồi ngóp nằm trên thớt. Đúng là tào lao, có phải do từ cái miệng của con chó sói nói ra không? Chó sói nói kiểu nào nữa, khi mà người chúng bùa rồi họ không bao giờ họ nghe cái lời của người khác, chỉ có nghe lời cái người đã thả bùa ra cho họ thôi. Ấy là Phật. Thôi chuyển đề tài, nói vòng vòng con hết bị rồi, nhưng những gì của anh bắt cho ở nhà đó phải bỏ hết, không có được giữ bất cứ gì hết. Ví dụ như sư phụ ký tên trên đồng tiền, cái nghịch đồ này á cũng bắt trước, thấy không? Rồi sư phụ truyền điển thanh đó, sư phụ có 7 dòng hào quang truyền điển thanh ấy cũng bắt trước, nhưng mà ổng chỉ có một dòng hào quang đen thui, nhưng mà ổng cho mực vậy, con nhìn cái mặt ổng đi đen thui đúng không, vậy cũng truyền trượt vô cho người ta đeo nữa. Rồi cái hai bên đeo, nhưng bên đây á thì thơm, còn bên đây á như mắm bùa hóc. Cái người mà đeo hai bên nó cứ lừng sừng à. Cho nên sư phụ thường nhắc cái này á, thí dụ con á đeo cái gì của ai á cho điển á, mình đeo một người thôi, thí dụ mình chọn chọn chó sói thì cứ vô chọn đeo đi chó sói, đừng có đeo của sư phụ. Đó là lý do tại sao trong một ngày á mà tụi nó dục hình tượng cha mẹ, dục cúng kinh thiên tâm, dục hết những cái chuỗi sư phụ cho một bên. Đó là gì, nó rất là kỵ với nhau, một bên là Phật, một bên là quỷ thì phải kỵ chứ, thì con phải thương tụi nó mới đúng. Không có thể nào nó vô tình vô nghĩa sư phụ vậy. Sư phụ rất là tốt với từng đứa mà, sư phụ chưa bao giờ có cái gì mà để làm cho mỗi đứa đệ tử Phật ý đó. Coi lại đi những cái hành động tụi nó đó, có phải là chúng bùa không? Một đêm thôi là dục hết hãy mà nó nè. Mỗi lần chó sói cho bệnh vô người, nhức tay nhức chân, cái lết qua nhà chó sói, chó sói cho kêu ma làm cho bớt bệnh, bớt được hơn chút, 2-3 ngày sau bệnh tiếp. Cho nên cái sân si tối ngày là vậy nè, bữa nay bớt qua rồi phải không? Hết sân hả? Con mà con qua là con còn sân. Cứ nghĩa là người ta cho con bị bệnh, người ta có thể làm hết bệnh con. Cứ nghĩa là nuôi bệnh á. Cái đó mà ở ngoài á, mà giống như kiểu mấy ông bác sĩ mà lạm dụng qua phe vậy. Sao ông mới chơi cái màn đó. Cũng chẳng chỉ bệnh ai hết, rồi cũng không có làm ai bệnh hết, chắc ăn. Anyway, còn gì nữa không? Mới mình ăn cơm hả? Còn gì nữa, nói đi. Dự gì? Nhìn mặt thấy u sầu quá vậy ta, cười lên coi. Đây, sao gặp được rồi là sao? Thank you.
Con tên gì? Con tên Kha Thi Nguyễn. Hả? Kha Thi Nguyễn. Con đâu tới vậy? Dạ con sinh ra Chicago. Chicago hả? Ờ chắc con gần bà Nancy và Lo Xin nhiều quá. Cho nên con chóng mặt với bà. Ủa bà nó báo quậy xong băng lắm. Gần bà Nancy. Yeah.